bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 14 tháng 8, thứ tư tuần 19 thường niên. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi đã lợi được người anh em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Nên hoàn thiện và giúp nhau hoàn thiện. Riêng con và nó thôi. Con người vốn bất hảo, không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có những thiếu sót, lỗi lầm với chính mình, với tha nhân, với thần linh và với Thiên Chúa. Ai nên khôn mà không khốn một lần. Nhưng thiết nghĩ, nhờ những thiếu sót, những thất bại, những lần chưa nên khôn mà chúng ta rút tỉa được kinh nghiệm sống để tiến thân, để trưởng thành, để hoàn hảo. Điều cần thiết nhất đối với chính mình là phải có ý thức và có khát vọng vươn lên tới chỗ hoàn hảo. Và điều cần thiết nhất trong cuộc sống chung là thấu hiểu cảm thông và những thiếu sót lỗi lầm của anh em. Một trong những điều bất hảo tệ hại của con người là không nhận ra mình bất hảo, mà lại nhìn thấy hoặc suy đoán sự bất hảo nơi anh em mình. Có người làm thơ rằng: người ta không xấu như mình tưởng, mà tưởng người ta xấu nhất đời. Tỉnh ngộ đi nào, mình xấu nhất, người ta ai cũng tốt xinh thôi. Chỉ có con người bất hảo mới nghĩ xấu, hiểu xấu cho người khác. Còn Thiên Chúa thì người thấu hiểu, cảm thông, khoan dung và luôn tìm cách làm cho con người ta nên hoàn thiện. Chúa muốn các gia đình hãy mặc lấy lòng thương xót của người, để chấp nhận sự yếu hèn của nhau, để tỏ lòng khoan dung và để giúp nhau nên hoàn thiện. Bởi vì mỗi chúng ta đều là tội nhân và đều được hưởng ơn tha thứ của Thiên Chúa. Lời Chúa hôm nay chỉ rõ cho các gia đình việc bác ái phải làm là giúp nhau nên hoàn thiện. Trước tiên là hãy tìm hiểu, cảm thông, thấu hiểu, rồi khuyên nhủ, bảo ban riêng tư. Đến nước cùng mới công khai nhờ cộng đoàn. Không phải để làm cho tội nhân xấu hổ, nhưng để cho tội nhân biết được lòng Chúa yêu qua sự lắng lo, có trách nhiệm của cộng đoàn. Lạy Chúa, xin cho các gia đình sống lời Chúa để nên hoàn thiện và chân thành giúp nhau nên hoàn thiện. Amen. Lạy Chúa, những tưởng mỗi người chúng con đều phải sống trong cái túi của phận người bi đát, nhưng không, Chúa đã sai con một Chúa là Chúa Giêsu đến trần gian, không chỉ để sẻ chia phận người mà còn dẫn dắt chúng con đi vào miền bình an bất tận, miền hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho các gia đình tin tưởng vào Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu là mục tử của giáo hội, mục tử của gia đình và cũng là mục tử của mỗi người,
để khi nghe và sống theo lời Chúa, tất cả chúng con cùng hân hoan hát lên: Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi. Amen. Lòng tôi là ca dâng ngân nga.